Xin chào quý vị khán giả của chương trình Gia đình Tài Tử. Sứ giả May đang tìm nhà anh Duy Trinh ở đường Băng Tăng Bạc Hổ, phường 11, quận Bình Thạnh. Đâu nhỉ? Hình như là đây. Vào với sứ giả nào. Sứ giả đang đến với một ngôi nhà xinh xắn vào một buổi sáng nắng vàng tươi. Đây là nơi mà gia đình nhỏ của anh Võ Hoàng Duy Trinh đang sinh sống. Dạ, chào cả gia đình mình ạ. Dạ, xin giới thiệu với gia đình mình. Đây là sứ giả May của chương trình Gia đình Tài Tử. Điều đáng tiếc là ngày hôm nay sứ giả đã không được gặp chị Hoàng Vân Anh, là bà xã của anh Trinh, do chị đang công tác ngắn ngày tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ông nội Võ Hoàng Trinh cũng bận đi làm công tác xã hội. Ông và mẹ đi vắng, cậu bé Võ Gia Anh và cô em Võ Hoàng Anh chuyển sang quân quýt với bà nội Nguyễn Thị Diễm Lan. Hai thành viên vắng mặt, vì thế chỉ còn 4 thành viên đón nhận thử thách từ sứ giả của chương trình Gia đình Tài Tử mà thôi. Có điều gì đang chờ đón gia đình anh Duy Trinh ở phía trước? Hey, cho em hỏi là bây giờ mấy bé đã tới tuổi đi học rồi, không biết anh có nhớ hồi anh đi học á là anh thích học môn gì nhất không ha? Có những thời điểm mình giỏi môn toán, có những thời điểm mình giỏi môn văn, thường mình cũng thích hai môn đó. Thế thời đi học thì anh ghét nhất là môn nào? Một số môn như là địa lý, hóa nè. Vậy thì sứ giả xin được phép chào thử thách. Biết vậy thì không nói thích môn hóa đâu. Nội dung thử thách: nhớ 88 nguyên tố hóa học trong bản tuần hoàn nguyên tố hóa học. Nhớ và đọc chính xác tên 88 nguyên tố hóa học trong bản tuần hoàn nguyên tố hóa học. Khi các ký hiệu hóa học hiện lên, người chơi phải đọc đúng tên nguyên tố hóa học đó. Lưu ý các ký hiệu hóa học sẽ được chọn ngẫu nhiên. Tính từ khi bắt đầu, sau 2 giây nếu người chơi không có câu trả lời, đồng hồ 10 giây sẽ đếm ngược. Sau 10 giây nếu người chơi vẫn không có câu trả lời là xem như thất bại. Phần thi cũng xem như thất bại khi đọc sai tên một nguyên tố hóa học bất kỳ. Cái này hơi bị khó nha. Cái này hơi bị khoai nha. Không biết là anh có nhớ lại ở trường hồi xưa là, ví dụ nha, N nè, đây là chất gì nè? Nitơ. Hay quá. Đây, sứ giả xin phép trao cho anh để anh học. Dạ rồi. Nhưng mà đây. Wow. Đây, như thế này mới học được mà. Cái kèo này khó quá. Cho phép sứ giả mượn, tại vì dạ mình thử kiểm tra coi nha. Ồ, hai bé còn nhỏ quá chưa học được cái. Đúng rồi, mấy bé thì chưa học. Cô thì chắc là cũng không đụng tới kiến thức này lâu lắm rồi. Lâu quá. Vậy là cả gia đình chỉ còn mỗi mình anh thôi. Bây giờ thì siêu. Cái đó là đồng thì dễ. Ồ, đó. Đây. Anh có nhớ nguyên tố này không? C. C là canxi. Carbon, đó đã nói là không có giỏi. Thử thách này coi bộ rất rất khó khăn đối với anh. Thôi thì anh hãy cố gắng lên. Dạ rồi, để xem coi bà xã có nhớ hơn mình hay không. Cũng hy vọng là chị nhà sẽ hỗ trợ được nhiều cho anh. Cả gia đình mình hãy cùng nhau giúp đỡ anh Trinh luyện tập trong vòng một tuần sắp tới. Ba đọc 1, 2, 3, cả nhà mình hô chiến thắng nha. 1, 2, 3, chiến thắng. Chúng ta chào đón gia đình ngày hôm nay. Chào cả nhà. Anh, công việc của anh Trinh là làm gì? Dạ, hiện tại Trinh đang công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Ồ, vậy thì cũng nhớ số dữ lắm mà nha. Chị có phụ anh để nhớ hết cái bài 88 nguyên tố hóa học đâu? Dạ có anh, em dò bài cho ông xã em. Hồi xưa chị học hóa chị giỏi không? Dạ, môn này là môn dở nhất của em ạ. Tham gia chương trình Gia đình Tài Tử với một mục đích như thế nào anh Trinh? Dạ, cái lúc mà đăng ký tham gia thì Trinh muốn cho hai bé nó dạn dĩ hơn, tại vì ở nhà cũng hơi nhút nhát. Rồi đây cũng là một cái cơ hội mà gia đình cùng có một cái tuần để mình luyện tập, thì từ đó thì gắn chặt thêm cái tình thân của gia đình. Nè, hai con nhút nhát quá hả con gái? Con có nhút nhát không? Dạ có. Có hả? Dạ. Ai ở nhà con là lanh nhất? Dạ hai đứa con. Ủa sao kỳ vậy? Hai đứa con có nhút nhát không? Hả? Dạ có. Hai đứa con có lành không? Dạ có. Là sao ta? Ở nhà con sợ ai nhất? Dạ sợ. Dạ sợ mẹ. Tại sao không sợ ba? Cũng sợ luôn mà. Con học giỏi môn nào? Dạ môn vẽ. Môn vẽ hả? Vậy mốt chú lên cho vẽ nha, vẽ cả nhà nha. Đồng ý không? Nhát quá, đúng rồi. Con gái thì lanh nè ha, nhưng dạ, con trai là hơi nhát. Bây giờ bố với mẹ làm sao mà sinh hoạt cho con lanh lẹ lên chút xíu nha. Dạ. Hôm nay thì gia đình chúng ta đã đứng trên sân khấu này rồi, cố gắng nỗ lực lên để giành lấy 10 triệu đồng. 7 ngày qua chắc là tập luyện rất là khó ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 7 ngày luyện tập của gia đình. Theo chia sẻ của anh Trinh thì hóa học vốn không phải là môn học yêu thích của mình.
Nhưng khi vừa chia tay sứ giả, anh Trinh lập tức bắt tay ngay vào luyện tập với tinh thần rất hăng hái và quyết tâm chinh phục thử thách. Là hydro, cái này chỉ dễ là L-I, Li-Thi. Với tinh thần chăm chỉ thế này thì có lẽ anh Trinh sẽ sớm thành công. Nhưng... Lưu Huỳnh. Alo. Ừ, bây giờ đang bận, đang kẹt lắm. Chưa hết. Sao mở cho lòng chơi đi. Em không phải đi mây bà. Vì vợ anh Trinh phải đi công tác vài ngày nên một mình anh phải đảm nhiệm việc chăm sóc cho hai con nhỏ. Tình hình thế này, liệu anh có thể tập trung hoàn thành thử thách không? Em hả? Kỳ này chắc là tiêu quá. Anh thì anh không có thích hóa học đâu. Bây giờ em về em học phụ anh. Thì ai học tốt hơn thì người đó lên thi được không? Được, anh nghĩ chắc anh thi quá đây. Những lúc như thế này thì sự động viên và chia sẻ từ người vợ thân yêu của mình sẽ là nguồn động lực rất lớn đối với anh Trinh. Lo, nhất là lo. Đúng rồi hả? Dò đi, con muốn dò bài nào nhỉ? Con đưa về cho bà đọc. Rét nờ là kẽm. Hihi, có cái cây, có cái cây à, ngã. Con lo hả? Rồi ăn trước đi, ba học bài chút xíu, học bài. Ba đi, ba đến nước ba nào? Con cái hộp cơm dính lên miệng. Đối với anh Trinh, có lẽ hôm nay là một ngày tuyệt vời vì vợ anh đã trở về sát cánh bên anh sau chuyến công tác. Ngoài ra, người mẹ rất tâm lý của anh đã nhận trông hai cháu để vợ chồng anh Trinh có khoảng không gian riêng. Và việc đầu tiên anh Trinh báo cáo với vợ mình không phải là thành quả tập luyện mà là... Hôm nay sẽ cho em coi một cái này. Đây này thấy không? Đây, em có thấy là mấy cái này chữ xấu không? Tác giả con trai em nó làm đó, cái này Vinh Sơn làm đó. Anh coi trong đây nè, anh viết nè, đó thấy chưa? Ông học lớp 2 mà ông viết chữ xấu kinh không? Nên do đó là sau khi ba học xong một hồi ba kiểm tra là thấy ba nhớ sai luôn, tại vì có nhiều chữ ba đọc không được. Ngày thi đã gần kề, anh Trinh quyết định tổ chức một buổi kiểm tra. Hai con anh Trinh rất háo hức với vai trò khảo bài. Con đi. Tụi con chưa coi mà sao con biết đúng rồi? Đưa hai kiểm tra sau lưng rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Và nhiệt tình đến nỗi nội con làm xúc ra rồi. Nói chung là tạm thời ok. Một tuần trôi qua với bao khó khăn với anh Trinh khi vợ vắng nhà. Nhưng với tình yêu thương và sự động viên ủng hộ hết mình của cả gia đình, liệu anh Trinh có vượt qua được thử thách? Thì tôi nhớ rằng có một cái công thức là CA là chú canxi, BA là cậu Paris họ hàng, AU tên gọi là vàng, AG là bạc, cùng làng với nhau. À, chỉ nhớ như đó thôi thì gia đình cũng sẽ gọi là tạo cho mình thêm một cái tự tin trong ngày hôm nay. Chúng ta đã quyết định người nào hôm nay sẽ chinh phục thử thách chưa? Dạ, Trinh sẽ thi ạ. Trinh sẽ là người thi. Dạ. Và bây giờ xin mời cả nhà chúng ta đón chào thử thách. Nhớ và đọc tên 88 nguyên tố hóa học. Khi các ký hiệu hóa học hiện lên, người chơi phải đọc đúng tên nguyên tố hóa học đó. Lưu ý, các ký hiệu hóa học sẽ được chọn ngẫu nhiên. Tính từ khi bắt đầu, sau 2 giây nếu người chơi không có câu trả lời, đồng hồ 10 giây sẽ đếm ngược. Sau 10 giây, nếu người chơi vẫn không có câu trả lời, xem như thất bại. Phần thi cũng xem như thất bại khi đọc sai tên một nguyên tố hóa học bất kỳ nào. Anh đã sẵn sàng chưa? Dạ, đã sẵn sàng. Mời anh bước lên phía trước. Hiện giờ tâm lý của anh Trinh như thế nào? Dạ, cũng rung anh. Cũng rung hả? Dạ. So với tập ở nhà thì nó rung nhiều hơn anh? Dạ, dĩ nhiên là phải nhiều hơn anh. Mời gia đình hãy chia sẻ và động viên anh Trinh. Em biết rằng là một tuần vừa rồi anh rất là vất vả bởi vì em vắng nhà.
anh đã thay em vừa làm cha vừa làm mẹ, và cũng đã là cố gắng hết sức để học để có thể có mặt tại đây để chinh phục thử thách này, cố lên, cả nhà luôn ở bên anh. Đó là chia sẻ, tôi tin chắc rằng anh Trinh sẽ có nhiều tự tin hơn nữa. 10 triệu hay là 1 triệu, sẵn sàng, bắt đầu. Hydro, Liti, Natri, Kali, Rubidi, CC, Franci, Beri, Magne, Canxi, Stronti, Bari, Radi. Scandi, IT, Titan, Zirconi, Hafini, Rutherfordi, Vanadi, Niobe, Tantan, Dupni, Chrome, Molybden, Wolfram, Siboji, Mangan, Tetnesi. Lira Mori, Flo, Kla, Iot, Atatin, Heli. Adon. Chúc mừng. Rất là bình tĩnh thưa quý vị. Chúc mừng gia đình anh Trinh một lần nữa. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Chúng tôi sẽ gửi tặng anh món quà của chương trình gia đình tài tử 10 triệu đồng. Cảm ơn gia đình đã tham gia chương trình. Chúc gia đình hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công rực rỡ cho con đường kinh doanh. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Hãy truy cập vào subscribe kênh YouTube MCB Media để được xem lại chương trình. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị với gia đình tài tử. Xin chào.